Thưa quý vị, Ngày Hội Chứng Đau Thế Giới 21 tháng 3 được tổ chức hàng năm nhằm mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng và tạo ra tiếng nói toàn cầu để vận động cho quyền lợi, sự hòa nhập và phúc lợi cho những bệnh nhân mang hội chứng đau. Nhân dịp này, xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện đặc biệt về một gia đình người Mỹ đã dành hơn 10 năm tại Việt Nam với mong muốn hỗ trợ thanh niên khuyết tật trí tuệ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Từ những kinh nghiệm nuôi dạy con trai mắc hội chứng đau và tình yêu với giải đất hình chữ S, cha mẹ của Evan đã có những hành động thiết thực để giúp đỡ những gia đình đồng cảnh ngộ tại Việt Nam. Evan Beer sinh ra tại Mỹ với hội chứng đau. Khác với định kiến của nhiều người rằng trẻ đau không thể đi học bởi những khiếm khuyết về trí tuệ, Evan đã hoàn thành bậc cao đẳng tại một trường nghề ở Mỹ và có 2 năm kinh nghiệm làm việc tại một nhà hàng. Hơn 10 năm ở Việt Nam, gia đình Evan đã gặp gỡ nhiều bà mẹ cũng có con mắc hội chứng đau. Từ kinh nghiệm nuôi dạy con trai, mẹ của Evan, bà Michelle Beer đã truyền cho họ những kỹ năng để giúp những đứa trẻ đặc biệt hòa nhập và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chị từ một người bên nước ngoài mà chị về đây quá thân thiện đối với gia đình. Gia đình theo phương pháp của chị 7 năm nay rồi. Tập các động tác về chân tay và dạy cháu cách nhìn màu sắc, chỉ các con vật. Theo các bài tập luyện bế cách của cháu, từ đấy mà đi cháu đã biết và cơ bản nhất là cái xung quanh để cháu được hòa nhập, cái môi trường, những người bên cạnh. Sự bao bọc của nhiều gia đình có con khuyết tật vô tình đã hạn chế cơ hội sống một cuộc đời vui vẻ, có ý nghĩa của người khuyết tật. Thực tế này đã thôi thúc Michelle Beer khởi động dự án đào tạo việc làm cho thanh niên khuyết tật với tên gọi Imago Work, nhằm giúp các bạn trẻ khuyết tật có được cơ hội, có việc làm và sống độc lập như con trai mình. Khi người khuyết tật tới đây, họ có thể được đào tạo về các kỹ năng xã hội, kỹ năng sống. Sau đó, họ cũng sẽ được thực hành các kỹ năng khi làm việc. Họ sẽ trở nên tự tin hơn, cảm thấy được giá trị của mình trong cuộc sống. Và mục tiêu cuối cùng, khi họ đã hoàn thành một khóa đào tạo 12 tháng, họ sẽ có một công việc. Người khuyết tật có thể làm việc ở mảng dịch vụ khách sạn, trong môi trường công sở, nhà hàng. Họ có thể làm việc ở rất nhiều nơi khác nhau, những nơi mà chúng ta không nghĩ rằng họ có thể làm việc được. Đó là định kiến mà chúng tôi muốn thay đổi. Chúng tôi cũng muốn các cơ sở kinh doanh khác cùng chúng tôi làm thế nào để việc kinh doanh của họ có thể giúp ích cho người khuyết tật. Nhờ tình yêu, sự sẻ chia của gia đình Evan cùng mô hình Imago Work, rất nhiều thanh niên khuyết tật Việt Nam đã được trao cơ hội để khám phá bản thân mình, với kỳ vọng các bạn sẽ làm được nhiều hơn thế, được tôn trọng và hạnh phúc khi được sống có ý nghĩa.